hôm nay tôi giới thiệu với các bạn tham gia hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế à, bên cạnh các tài liệu à, các câu hỏi trắc nghiệm à, các bạn đã có để ôn tập à, tham gia hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế à, bên cạnh đó các bạn có thể học thêm các loại câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời luật khám bệnh chữa bệnh luật bảo hiểm y tế Nghị định thông tư, à, các quyết định liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn à, hỗ trợ các bạn ôn thêm các loại câu hỏi và phương án trả lời đó. À, các bạn có nhu cầu à, ôn thêm các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn để các bạn có thêm kiến thức tham gia hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế các bạn hãy kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. À, như vậy các bạn à, sau khi kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng hoàn toàn miễn phí trên điện thoại của các bạn. À, các phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm vn là phần mềm phi lợi nhuận sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn để các bạn ôn thêm kiến thức để tham gia hội thi à, các bạn à, khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn thí à, dụ như Google Chrome hay Firefox hoặc là Cốc Cốc thì các bạn khởi động Google Chrome chẳng hạn các bạn gõ cái địa chỉ là http 262 hình thức trắc nghiệm vn Bây giờ phần mềm nó bảo mật rất là cao cho nên các bạn phải gõ đầy đủ cái cụm từ HTTP dấu 2 chấm cài chiếu hình thức trắc nghiệm chấm viên. Chú ý là không có chữ S, Đó, 2 chữ T, HTTP dấu 2 chấm cài chiếu hình thức trắc nghiệm chấm viên. À, các bạn ấn Enter. Xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi. thì à, Các bạn à, di chuyển con trỏ xuống phía dưới. thì à, Các bạn thấy à, mục số 6 này vòng 2 ôn trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành để các bạn dự tuyển viên chức y tế và trong cái mục này có ôn kiến thức để tham gia hội thi ôn thêm kiến thức để các bạn tham gia hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế các bạn để con chọn tại mục này các bạn nhấn nút trái một lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi các bạn có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao phải bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm sẽ xung đột với các bạn để các bạn chọn login để đăng nhập vào phần mềm sau đó các bạn sẽ thấy rằng trong phần mềm có rất nhiều tài liệu câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến ngành y tế và các câu hỏi trắc nghiệm cho các luật thông tư nghị định thí dụ các bạn sẽ học từng tài liệu một học hết tài liệu này đến tài liệu khác Thí dụ các bạn thấy đây là có file 400 câu hỏi và À, đáp án cho từng câu hỏi, ôn thi dự uh, thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế của các năm trước. thì các bạn để con trỏ tại cái mục này các bạn nhấn nó trái một lần. đây là file .dbf thì các bạn có thể hoàn toàn tải về máy tính của các bạn được. À, sau khi các bạn tải về máy tính thì các bạn mở cái file này lên. đó các bạn mở cái 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 cái, cái, cái file này lên. À, sau đó các bạn chỉ cái mũi tên chuột vào cái nốt tải xuống cái này à, sau đó là các bạn lưu về máy tính của các bạn à các bạn lưu về máy tính thì như vậy các bạn sau đó các bạn chỉ mũi tên eh, dấu quay lui này mũi tên quay sang trái này à thì nó quay lại nó lại quay lui lại sau đó các bạn mở cái, cái 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 file này lên đó thì các bạn mở cái file này lên rồi các bạn sẽ đọc câu hỏi trách nhiệm đó thí dụ như theo luật bảo hiểm y tế này thì à, chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn à, chữ cái đầu ở câu thì đây là có à, phương án A, B, C, D thì phương án nào đúng nhất thì được chọn đó trắc nghiệm muốn là chọn là như vậy phương án A là thay đổi nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu phương án B à, người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế phương án C bị mất thẻ bảo hiểm y tế phương án D thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn sử dụng thì căn cứ vào nội dung câu hỏi này các bạn chọn phương án A à, là đúng nhất đầy đủ nhất có cái dấu sao ở đầu đây này có dấu sao là phương án đúng này à, các bạn cứ như vậy các bạn sẽ học à, thì à, như vậy các bạn thấy rằng là à, câu tiếp theo là luật bảo hiểm y tế quy định mức đặt, mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh à, đối tượng là trẻ dưới 6 tuổi thì các bạn được uh, uh, 85% 90% 95% 100% thì các bạn chọn phương án d Đó, các bạn cứ như vậy các bạn sẽ học uh, một loạt các câu hỏi trắc nghiệm thì như vậy là uh, như vậy các bạn chú ý là uh, ví dụ như là cái câu uh, luật khám chữa bệnh quy định tất cả các đối tượng ưu tiên trong khám chữa bệnh phương án a là trường hợp cấp cứu này Phương ngăn B là trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên. Phương ngăn C, người có công à, với cách mạng và phụ nữ có thai. Đó, các bạn thấy. Các bạn cứ đọc từng à, câu hỏi một để các bạn học thôi. Đó, thì như vậy là à, các bạn di chuyển xuống. Đó, các bạn chỉ mũi tên chuột, còn nốt dấu trừ để thu nhỏ nó lại. À, hoặc các bạn tắt đi. Thì đó là cái file thứ nhất. Cái file à, thứ hai là câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn làm trực tiếp trên phần mềm thì đó là câu hỏi về luật bảo hiểm y tế và các nghị định 62, nghị định 94, thông tư 09, thông tư 10 vân vân à, các bạn để con chọn tại mục mục này các bạn nhấn nút trái thế sau đó các bạn thấy thực hiện bắt đầu kiểm tra các bạn chọn start và bắt đầu đây à, đây là học câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn học trực tiếp trên phần mềm các file thì các bạn có thể tải về máy tính. các bạn nhìn sang tay trái màn hình các bạn thấy có chữ finish này, nhấn nó trái một lần là xem như mình đã hoàn thành mà. finish là hoàn thành. di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy nộp bài kết thúc, nhấn một lần, xác nhận lại một lần nữa, nhấn nộp bài kết thúc. thì để các bạn xem cái hướng dẫn ở phần mềm của các bạn. ví dụ như các bạn đọc câu hỏi và nội dung các phương án đó thí dụ như ở đây là nội dung câu hỏi này nội dung các phương án này rồi hướng dẫn ở trên nền vàng các bạn học thí dụ như hành vi nào không bị nghiêm cấm trong luật bảo hiểm y tế thì có phương án a b c d thì các bạn tìm ra được ba phương án là bị nghiêm cấm trong luật bảo hiểm y tế thì phương án còn lại sẽ không bị uh, nghiêm cấm trong luật bảo hiểm y tế thế thì các bạn tóm tắt lý thuyết đây các bạn học là à, các hành vi bị nghiêm cấm, để bao gồm căn cứ điều 11 luật bảo hiểm y tế, thì một hai ba bốn năm sáu đã có hướng dẫn trên nền vàng này các bạn đọc và hướng dẫn ở đây là tìm ra ba phương án là bị nghiêm cấm trong luật bảo hiểm y tế, dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại không phải là bị nghiêm cấm trong luật bảo hiểm y tế đó. Thì các bạn để ý đây là cái từ G-Connect Answer là nội dung của câu trả lời. À, các bạn cứ, cứ, cứ di chuyển như vậy là à, các bạn sẽ thấy. Thí à, dụ như các bạn đọc là người lao động thì do ai đóng bảo hiểm y tế? Thì phương án A do người lao động đóng này. Phương án B do người sử dụng lao động đóng này. Phương án C do người sử dụng lao động và người lao động đóng. Phương án D do quỹ bảo hiểm y tế đóng. Thì để các bạn căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này Thì căn cứ vào à, à, Cái nội dung à, đã tóm tắt ở trên cái nền vàng này Cho các bạn nắm này à, Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng được quy định như thế nào Thì à, xét về trách nhiệm bảo hiểm y tế Các đối tượng được chia thành 5 nhóm Nhóm thứ nhất là người lao động Thì do người sử dụng lao động Và người lao động đóng à, Nhóm thứ hai là người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội à, do quỹ bảo hiểm y tế đóng nhóm thứ ba là người thuộc đối tượng được à, ngân sách nhà nước đóng toàn phần mức đóng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng à, đối, nhóm thứ tư người thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng bảo hiểm y tế thì à, do người tham gia bảo hiểm y tế đóng và ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng nhóm thứ năm là người thuộc đối tượng phải tự đóng toàn phần à, mức đóng bảo hiểm y tế thì đáp án đúng trên nền vàng này trong câu hỏi này là g connect answer do người sử dụng lao động và người lao động đóng à, như vậy là cái đơn, cái nhóm đối tượng à, người lao động là do ai phải đóng bảo hiểm thì phương án a do người lao động đóng thì cũng đúng là nhưng chưa đầy đủ phương án b do người sử dụng lao động đóng này thì cũng đúng này phương án D do quỹ do quỹ bảo hiểm y tế đóng là sai này phương án C do người sử dụng lao động và người lao động đóng là phương án đúng nhất đầy đủ nhất vì phương án C nó đúng hơn phương án A đúng hơn phương án B như vậy có trường hợp là trách nhiệm muốn lựa chọn mà A đúng B đúng C đúng nhưng mà C đúng nhất đầy đủ nhất thì các bạn phải chọn phương án C trong trường hợp này à, để các bạn chú ý phương án nào đúng nhất đầy đủ nhất thì được chọn mà trong nhiều cái đúng đấy thì phương phương pháp là như vậy các câu hỏi khác hoàn toàn tương tự thì các bạn di chuyển con chó lên phía trên các bạn muốn học lại cái mục này hoặc là học cái mục khác các bạn kích chuột vào mục một lớn lên này nhấn nút trái một lần à, để các bạn quay 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 lui thì các bạn lại tìm các mục khác để các bạn học hoặc là học lại cái mục này hay là các bạn có thể file này, dạng file các bạn tải được file câu hỏi vấn đáp phỏng vấn về luật bảo hiểm y tế nghị định thông tư quyết định thì các bạn kích chuột vào file này à, thì nó sẽ tải về máy tính của các bạn sau đó các bạn mở cái 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 cái, cái file này lên đó thì các bạn mở cái file câu hỏi à, vấn đáp phỏng vấn về luật bảo hiểm y tế như vậy là loại câu hỏi trắc nghiệm thì học trực tiếp trên phần mềm thế còn có file câu hỏi trắc nghiệm thì để dưới dạng file thì các bạn tải về máy tính được rồi cái loại à, file phỏng file câu hỏi trắc nghiệm qua dưới dạng phỏng vấn, đó thì các bạn là phải đọc dưới dạng câu hỏi phỏng vấn, đó thế thì ví dụ như là à, câu phỏng vấn là là cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thì các bạn sẽ ra đây trả lời à, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước bảo hiểm y tế được quy định tại điều 5 luật bảo hiểm y tế rất là cụ thể đây các bạn có minh chứng luôn để trả lời câu hỏi này thì các bạn trả lời là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế được quy định tại điều 5 Luật Bảo hiểm y tế. Thì khoản 1, chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế. Khoản 2 thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, vân vân thì các bạn đọc ở đây. Đó. Rồi khoản 4 này Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp tức là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đó. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương. Như vậy điều 5 này có bốn khoản. À, để trả lời câu hỏi này thì căn cứ điều 5 thì có bốn khoản đây. À, các bạn thấy đây là loại câu phỏng vấn hay là vấn đáp. Các bạn chỉ mũi tên chuột vào chỗ trừ, nhấn nó trái thì nó thu nhỏ. Các bạn muốn mở lên thì các bạn nhấn nó trái vào cái biểu tượng thu nhỏ nó mở lên. Đối với Windows thì nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. À, các bạn chỉ mũi tên chuột vào chỗ trừ để thu nhỏ. À, như vậy xong là các bạn có thể à, học câu hỏi trắc nghiệm cho luật để khám chữa bệnh mới nhất và năm 2023 chẳng hạn thì à, các bạn thấy là luật khám chữa bệnh à, mới nhất đây là ban hành ngày 9 tháng 1 năm 2023 các bạn để con chỗ tại mục này câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm Đó, đây là câu hỏi trắc nghiệm các bạn học trực tiếp trên phần mềm các bạn nhấn nút trái xong các bạn tiếp tục làm bài kiểm tra hay là thực hiện đề thi đó, thì các bạn cứ theo cái câu hỏi Của phần mềm nó đưa ra Để các bạn chọn Sau đó là các bạn di chuyển con trỏ Nhìn sang tay trái Có cái chữ finish này. Finish, hoàn thành Các bạn nhấn nút trái, hoàn thành Trong quá trình các bạn học lần đầu Thì các bạn kích ngay vào finish Trong quá trình test thi thử Thì các bạn nộp bài sớm Các bạn cũng chọn finish Các bạn di chuyển xuống phía dưới Các bạn nhấn nút trái, nộp bài kết thúc Nhấn trái nút bài kết thúc để các bạn đọc câu hỏi và hướng dẫn phần mềm. Thí dụ như các bạn thấy ở đây theo luật khám trưởng bệnh à, mới nhất đây này, ngày 9 tháng 1 năm 2023, thời hạn của giấy phép hành nghề là 5 năm hay ít nhất 5 năm hay là không xác định thời hạn hay 3 năm thì căn cứ điều 27 các bạn mở luật khám chữa bệnh à, mới nhất lên thì các bạn à, mở điều 27 thì các bạn thấy ở đây là thời hạn giấy phép hành nghề là 5 năm. Như vậy phương án là 5 năm, còn các phương án ít nhất 5 năm thì không đúng, không xác định thời hạn không đúng, 3 năm không đúng, căn cứ điều 27. bảy à, các bạn cứ di chuyển con trỏ xuống để các bạn à, tìm từng câu hỏi trắc nghiệm à, để các bạn đọc à, để Các bạn cứ di chuyển câu hỏi các bạn di chuyển từ trên xuống dưới để các bạn tiếp tục học các cái loại câu hỏi để trắc nghiệm à, cho cái luật khám chữa bệnh này đó hay là ở đây là các bạn đọc câu hỏi là à, câu hỏi đây loại câu hỏi đâu không phải là nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh như vậy loại câu hỏi là đây là phần đâu không phải thì các bạn tìm ra ba cái phải à, loại trừ ba cái phải đi thì còn một cái không phải đó thế rồi soi vào điều 3 thì các bạn tìm ra một phương án sai ba phương án đúng thì đó là à, phương án a c và phương án à, d là có nội dung đúng như trong điều 3. ví dụ như là à, trong điều 3 về nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh là thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật thì đây là một trong những nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh À, hay là phương án A tôn trọng hợp tác bảo vệ người hành nghề người khác trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám chữa bệnh cũng là một trong những nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh hay à, phương án B tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành cũng là một trong những nguyên tắc như vậy A B và D là ba nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh của câu hỏi này suy ra phương án còn lại là phương án c chịu sự thanh tra kiểm tra giám sát của cơ quan tổ chức có thẩm quyền và của người bệnh thì đây là nội dung không đúng như trong điều ba thì nó là phương án không phải nguyên tắc trong à, khám bệnh chữa bệnh đó phương pháp làm một câu hỏi này, các bạn căn cứ điều ba đây là cái phương pháp làm như vậy thế thì khi thi thử thì các bạn sẽ được chọn một trong bốn phương án à, phương án nào đúng nhất các bạn chọn đó thì như vậy các bạn có thể tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình à, về cái luật khám chữa bệnh mới nhất này ở trên phần mềm. À, các bạn muốn học cái mục này hoặc học cái mục khác, các bạn nhấn nút trái chuột ở mục một của lớn này. À, nó lại quay 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 lui. Như vậy à, dưới dạng file thì các bạn tải về máy tính. File dvf hay là file Word còn câu hỏi trắc nghiệm các bạn học trực tiếp trên phần mềm. Để các bạn học để các bạn nâng cao trình độ chuyên à, môn nghiệp vụ các bạn có kiến thức các bạn vượt qua kỳ thi rồi các bạn có kiến thức thì các bạn sau khi các bạn thi xong thì các bạn làm việc tốt hơn à, chúc các bạn thành công thế, thế bây giờ để bảo mật cái mật khẩu của mình mỗi khi là kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình này, có hình người này các bạn nhấn nút trái để xuất hiện chữ thoát để các bạn thoát ra khỏi phần mềm sau đó các bạn sắp down windows rồi các bạn tắt nguồn máy tính thì các bạn thực hiện đúng quy trình như vậy để làm gì để bảo vệ máy tính nó bền máy đồng thời phòng chống được không may có cháy nổ à, mặc dù là nó không xảy ra nhưng nếu nó, nó xảy ra thì sao à, vì vậy các bạn cứ làm đúng quy trình khi không làm việc nữa nên thoát ra khỏi phần mềm rồi thoát ra khỏi Windows tức là gọi là sắt đau Windows đấy rồi các bạn tắt nguồn điện máy tính để, để bảo đảm an toàn à, cho máy tính của các bạn phòng chống nổ vân vân các bạn chỉ nguyên tin chuột và dấu chiếu để tắt cửa sổ à, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên thì các bạn ôn kiến thức để tham gia cái hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn à, vững bảo hiểm y tế thì các bạn ngoài cái tài liệu các bạn có ngoài câu hỏi các bạn có thì các bạn có thể muốn ôn thêm các loại câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời trên phần mềm của thầy thì hãy liên hệ với à, kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. Các bạn xem video của thầy hay vào buổi ích. Nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để nhận được cái tiện ích là xem video bài giảng theo từng mục và có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất. À, cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công